Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô sam núi nha. Đó. Sam này là sam trái nha cô chú anh chị. Đó, hôm nay là toàn là hàng tiễn không à. Hàng tiễn đẹp không ha. Cây to, đẹp, chi cành đều. Các mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số là K1. K1 nha cô chú anh chị. Đó, một cây dáng đổ ha, đổ hoặc bay. Chi cành quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này có đế nha, đó, có cọng đế kìa. Cây này đế nở cô chú anh chị, đế đều ba mặt á. Rồi, thông số luôn. Quanh năm đó đây 13. 13 quanh. Có chiều dài cành bay này là 17. Dài là 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 20. Cao 20. Kính bầu là 18. Kính bầu 18. Cái này có mã số K1, em xin giao luôn là 600.000. K1 ha, 600.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây K2. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đế cũng đẹp ha. Củ đế đẹp luôn. Đó. Chi cành dày. Dáng đổ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Sam trái nha. Quanh ở đây là 13. 13 quanh. Chiều dài cành bay là 30. Dài 30. Chiều cao là 20. Cao 20. Cái này có mã số là K2, em xin giao lưu là 700.000. K2 700.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. À, cây này đế đẹp nha. Rồi thông số luôn. Rồi tiếp theo cây K3. Cây này cái bệ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị nè. Đó nè. À, nó nổi lên luôn ha. À, 1 2 3 4 cục. Dán bay đổ nha. Chi cành dày, chi cành đều luôn. Rồi, thông số. Hoành thân ở đây là 9.5. Hoành thân là 9.5 ha. Dài nó là 30. Dài 30. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cây này có mã số K3, em xin giao lưu là 550.000. K3, cây này 550 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn ha. À, rồi, tiếp theo. Tiếp theo. K4. K4. Đó, cây này tàn bay quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái tàn cực kỳ đẹp ha. Rồi. Thông số luôn. Thông số luôn. Quanh năm đó đây 14 ạ. 13 quanh. Chiều dài cành bay là 28. Dài 28. Kính bầu 19. Kính bầu 19 ha. Đó, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn chi cành gì quá đẹp luôn. Không còn chỗ nào để chê cây này luôn ha. Rồi cây này có mã số K4, em xin giao luôn là 750.000. K4, cây này 750 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số K5. Đó, cây này cái phong cái dáng anh em mình về mình chơi văn nhân cũng được nha. Chừa chi cành để mình về mình tự cắt nha. Rồi thông số luôn. Quanh năm đó đây 12. 12 quanh. Chiều cao là 28. Cao 28. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cái này có mã số là K5, em xin giao lưu là 500.000. K5 nha cô chú anh chị. Cây này 500.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cây mã số K6, cây tàn khủng luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây tàn quá đẹp luôn nha. Cây gọng lắc rất là mềm nha cô chú anh chị. Đó. Dán bay ha. Cây này mình chơi tàn bay bao đẹp luôn. Quá trời cái tàn. Rồi thông số luôn. Quanh ở đây là
13 hoành. Chiều dài cành mai là 36. Chiều dài cành mai 36 nha. Rồi. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Rồi, cây này có mã số là K6, em xin giao lưu là 800.000. Cây K6 nha cô chú anh chị. Rộng lắc quá đẹp, quá mềm luôn ha. Cây mượt cây lắm. 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Sam núi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Cây mã số K7. Cây này cái dáng quá đẹp luôn cô chú anh chị. Em chừa hai cái tượng cho cô chú anh chị mình tự lựa chọn nha. Đó. Có thể là mình cắt cái nhánh này mình chơi hai nhánh này cũng được nha. Đó, hoặc là mình cắt nhánh này, mình bắt cái chi ra đây nha, mình bắt cái chi ra đây cũng được nha cô chú anh chị. Đó, tùy cô chú anh chị mình chơi thôi. Đó, em chừa cho cô chú anh chị về mình tự chơi ha. Cây thì hai thân chủ thì thân nào nó cũng lắc đều, cũng đẹp đều như nhau nha. Cây này cực kỳ đẹp luôn, đế nó cũng đẹp nha. Đó, đế nở tới đây nè. Đây cũng có đế nè ha. Đó, rồi, thông số luôn. Lâu lâu mới được cây cái thế giống vậy nè cô chú anh chị. Hoành là 15. 15 hoành. Chiều cao của nó 24. Cao 24. Kính bầu 19. Kính bầu 19. Cây mã số K7 em xin giao lô là 650.000. K7. Cây này 650, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Xăm trái ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số là K8. Cây này tàn thiên nhiên quá đẹp luôn nha. Nó đâm chồi hết trơn. Cốt cành quá đẹp luôn, cây nào cũng đâm chồi hết trơn cô chú anh chị ơi. À, cây này cái củ quá trời, cái củ đế là khỏi chê luôn cô chú anh chị. Nó nổi lên luôn nha. Nổi đều hết trơn nè ha nè. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ nha. À, cây này đế đẹp, thân đẹp luôn, tàn cũng đẹp luôn nha. Rồi, thông số luôn. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoành ở đây 14. 14 hoành. Chiều cao đây là 31 ạ. À. Cao 31. Đo tàn ngang luôn. Cây này về là khỏi lập tàn luôn. Ngang là khoảng 39 ạ. À. 39 tàn ngang ha. Về lên tàn là chơi luôn rồi cô chú anh chị ơi. 14 à. Kính bầu 14. Tàn dày cui hết trơn rồi. Xương dâm dày hết rồi. Cây này có mã số là K8, em xin giao lưu là 800.000. K8 ha. Cây này 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Cây mã số là K9 nè. Một cây này thuộc dạng cây là siêu phẩm luôn cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Đó, tàn dày ha. Cành bay lả luôn nha cô chú anh chị nè. Co lắc rất là đẹp nha, rất là mượt mịn lắm. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem những cái co lắc cực kỳ đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Hoành đo đây 13. 13 hoành, đo cái củ rồi. Cái này đế nổi lên trơn chà bá luôn nha cô chú anh chị. Hoành củ là 26. Hoành cái củ là 26 ha. Đế nổi, đế đẹp luôn. Đó, tàn bay của nó là 30 ha. Ở đây là 32. Chiều cao nó là 32 nha cô chú anh chị. Kính bầu 14. Kính bầu 14 ha. Nè. Đế là đế nổi hết trơn nha cô chú anh chị nè. Đó nè ha. À, đế đều hết trơn. À. Rồi, cái này có mã số là K9, em xin giao lưu là 900.000. K9 nha. Cây này 900.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Cái phong cây này là cũng khó tìm lắm á. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha. Cây mã số là K10. Một cây dáng này là bay hoặc là đổ nha. Cây này mình chơi đổ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, chi cành là khỏi chê luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành, chi xương dày hết trơn ha. Cây này có đế nha nè. Đế nổi rồi nè cô chú anh chị ha. À, đế cũng nở nè ha. Em thấy cái bệ đế nó nở lắm nè, một cục luôn nè. À. Rồi, thông số luôn. Cây này cái phong nó cũng khá đẹp nè cô chú anh chị. Đó, mặt tiền ha. Hoành đó thân này đi. Hoành thân 12. 12 hoành.
À, cây cũ. Mình cũ ở đây là 19. Cũ 19. Cây gọng lắc đẹp lắm cô chú anh chị. Chiều dài của nó là 21. Dài 21. Chiều cao lên là 19. Cao 19. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. À, nội cô chú anh chị mình lấy cái gọng tới đây là cô chú cũng đủ ăn tiền rồi ha cô chú anh chị ha. Lấy cái nhánh này nhánh chủ nè, em cắt cái gọng tới đây thôi là đủ ăn tiền rồi, khỏi cái co xuống em chơi nhánh bay ha. Rồi cái này có mã số K10, em xin giao lưu là 750.000. K10 750 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo cây mã số K11. Cây này cái phong nó cũng quái quái nha cô chú anh chị, tầng bay nha, tầng bay mà nó lắc ha. À, lắc co hơi rộng nha, chi cành đều luôn. Rồi thông số hoành là 13 hoành, chiều dài là 32, dài 32, kính bầu 18. Cây này có mã số K11, em xin giao lưu là 650.000. K11 ha, cây này 650.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo ha, cây K12. Cây này cái bệ đế chà bá luôn cô chú anh chị ơi nè. Đó, cái bệ đế bự bành kỳ luôn nè ha, đế nè, đế nổi lên trơn nha cô chú anh chị. Đó, chi cành đẹp lực luôn, cây này nhìn nó lực lắm cô chú anh chị, lùng lực luôn ha. Đó, lùng lực quá đẹp. Rồi thông số luôn, mười lăm hoành, chiều dài 22, dài 22, kính bầu 17 ha. Cây mã số K12, xin giao lưu là 750.000. K12, cây này 750 nha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo K13, một cây dán trực nha cô chú anh chị, đế nè. Đó, đế nổi nha, tàn thiên nhiên nha, tàn đều gan luôn nha cô chú anh chị. Này mình chim lên nha, cái độc chủ của mình nằm đây nè nha cô chú anh chị, mình chim lên nha. Đó, tại nó hơi nghiêng á. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ kỹ giúp em ha, cây em để nó hơi nghiêng. Rồi thông số luôn, mình ở đây 11 của anh, chiều cao 27, kính bầu 16. K13 là 600.000. K13, cây này 600.000 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo, đó, cây K14, đó, một cây quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây gọng lắc ha, chi cành tàn đều ở trơn nha cô chú anh chị. Xăm trái nha, đế cũng đế nổi luôn nha cô chú anh chị, đó, đế nổi luôn. Rồi thông số luôn, mười ba hoành, chiều dài ở đây là 32, dài 32, chiều cao 26, kính bầu 18. K14 em xin giao lưu là 800.000. K14 ha, cây này 800.000 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo ha, cây K15. Cây bonsai mini nha cô chú anh chị, hàng cũng khá chuẩn cây ha. Đế nè, đế đều nha cô chú anh chị, đế đều bốn vách luôn, đế nở luôn nha. Nè em quay kỹ cho cô chú anh chị về mình xem kỹ ha. Nè có cành 1-2 phong luôn nha. Đó, đầy đủ nha, y gan như người ta vậy đó. Rồi thông số luôn, đây là 14 hoành, Cao 13, kính bầu 15. Cây này có mã số K15, em xin giao lưu là 550.000. K15 ha, 550.000 của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo, tiếp theo cây K16, một cây dán bay, đế nổi luôn nha cô chú anh chị, đế quá trời đế luôn, đế lực luôn, chi cành đều gan ha. Rồi thông số luôn,
11 hoành. Hoành đế là 28. Đế 28. Chiều cành bay là 23. À, chiều dài cành bay 23 nha. Kính bầu 13. Kính bầu 13. Cây mã số K16 em xin giao lưu là 650.000. K16. Cây này 650.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số K17. Cây tàn đều nha cô chú anh chị. Đế nè. À, đế nổi lên trơn ha. Nè, đế trên mặt hết trơn rồi nè. Tàn đều. Vắng bay luôn nha. Rồi, thông số luôn. Quanh 11. 11 quanh. Chiều dài 24. Dài 24. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Cây K17 là 500.000. K17 ha, 500.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số K18. Đó, cây này quá trời lực cây luôn cô chú anh chị. Tay cành đều hết trơn ha. Nè, đế nè. Đế đều nha. Nè, đế nè. Cô chú anh chị xem cái mặt đế nè. À. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 13. 13 hoành. Chiều dài 26. Dài 26. Kính bầu 18. Kính bầu 18. K18 nha cô chú anh chị. Cây này là 800.000, bao ship toàn quốc luôn. Đó, sam núi nha, sam trái nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cây K19. Cây này cái tàn quá trời cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tàn dày luôn nha. Rồi thông số luôn. Hoành 13. 13 hoành. Cao 24. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây này có mã số K19 em xin giao lưu là 650.000. K19 nha, cây này 650.000, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây K20. À, cây chia cành đều nha. Dáng hơi bay nha cô chú anh chị. Có đế nổi nha. Có đế nè, nha. Em móc ra là có đế liền nè nha cô chú anh chị. Đó, bên đây là đế nổi nè. Nha. Cây sao em báo như vậy nha. Rồi, thông số luôn. Cái gọng lắc chữ dách luôn nha. Hoành thân đây là 15. 15 hoành. Chiều cao 20. Cao 20. Kính bầu 19. Kính bầu 19. Cây mã số là K20 xin giao lưu là 500.000. K20 ha, cũng là cây cuối cùng của clip nha. Cây này 500.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị mình sức khỏe nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.